Cái gì cơ? Anh không biết. Nhưng mà ngày mai đi cầu kính nhé. Em không đi. Có bộ chai lưu từ cái cảnh thiệt sao? Ồ, chú bó lộ. Có lòn chất tà. Nó cắn liền. Cô lẻ đâu tỏa ca, chỉ tao thỏa bê ôn nạ tà. Chỉ là nó xin lẻ à. Để cú mạng ô có xe. Yếp lẻ cậu ô xe nữa. Ừ. Chỉ tao bởi giống mùa để chỉ xe, chỉ xa ôi à. Ồ, dạ thế à, chú bó cá hải này. Đây là em gái. Quên, tiếng Việt là tên gì cơ? Á. Á, á. Anh hay là anh đặt cho em cái tên khác đi nhỉ? Con đặt cái tên cái tên khác. Em định làm một anh em định làm một cái kênh. Cái YouTube à? Ờ. Tí mình về bên kia anh tạo giúp cho. Thế nhá. Rồi đi lúc nào cũng dí cái điện thoại. Chào mọi người nhá, mình đi ăn cơm đây. Mình cơm xong mình dọn mâm đây. Mình đi làm đây. Đấy, làm gì cũng cho lên thế. Còn những câu nữa nhưng mà tí tắt máy rồi mình nói sau. Tại vì những cái câu đấy nó nhạy cảm quá, nói sợ một số người lại ném đá cho mình. Bạn nhưng nào thế? Quay video thì có quay lại đâu. Hả? Thì lấy cái điện thoại của em mà quay đấy, quay giống như có một con gì đây này. Có một con gì dưới chân này. Thấy không? Đấy bay rồi. Con đấy gọi là gì? Con chậu chậu. Ừ, không thấy không? Chậu bò có. Không thấy anh đâu, chỉ thấy người đẹp thôi. Ui, hai cái máy quay dí vào. Ừ, có gọi là. Thế thì ngồi đây nói chuyện với em. Em có cảm thấy hạnh phúc khi mà bao nhiêu người thần tượng em không? Mà trong khi đấy anh cũng là một trong những người thần tượng em ấy. Em hạnh phúc nhưng mà không có ai thần tượng. Hả? Sao? Em không hạnh phúc nhưng mà không có ai thần tượng. Không có ai thần tượng là sao? Tức là em á? Ừ. Không có ai để em thần tượng á? Hả? Không. Ờ, em ai? Thần tượng nhiều người á. Ai yêu của bác thầy đó chưa? Chị yêu à? Ừ. Chị yêu. Ừ. Tức là có rất là nhiều người. Ừ. Nhưng mà công nhận là ai cũng biết em thật đấy. Tại vì anh cho ảnh một phát lên anh cũng bảo là ngậu yết xá, wow ngậu yết, câu đấy chỉ có câu đấy thôi. Chắc là có người biết thôi. Không phải có người mà là hầu như rất là nhiều người biết luôn. Thế ảnh của em nó nổi từ khi nào ấy? Mấy cái em thấy là mấy cái tấm ảnh của em mà nó nổi từ khi nào mà mọi người ai cũng thần tượng ấy. Muốn gì nó không nổi. Có chứ. Không. Sao lại không cho một phát lên đã. Ai cũng bảo cậu yên cậu yên. Nhưng mà hình như em cũng ít cho ảnh con trai lên nhỉ. Bởi vì em nó có bạn. Không, anh bảo cho lên Facebook ấy. Nhờ. Ừ. Thử hỏi anh là người thứ mấy? Anh là người thứ hai em đăng ảnh lên. Thế à? Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá luôn. Hạnh phúc quá, phải đi nhảy cầu mới được. Em có hay đi chơi không ở trên này? Không. Không hay đi luôn à? Không. Lâu lâu phải đi chơi chứ. Cảnh đẹp này. Không phải là không muốn đi mà là không ai đưa đi. Không ai đi cùng. Mà đi đâu mà mình đi làm sao mà đi. Nhưng mà có anh đưa đi rồi có đi không? Hả? Hả? Mà như này thì mới quay được em rõ. Thế cả căn nhà luôn à? Hử? Thế cả căn nhà luôn à? Không, thấy mỗi em ơi. Anh không biết giọng miền Nam hả? Hả? Anh không. Nhưng mà sao em lại nói được cái tiếng đấy nhỉ? Bởi vì em... Hả? Sao em nói được cái tiếng miền Nam này? Đây có phải là tiếng miền Nam đâu. Tiếng gì? Em vừa bảo anh không biết cái gì cơ. Em bảo là anh không nghe được giọng miền Nam hả? Có. Có. Được. Có. Vậy anh có nói được. Không. Nhưng mà sao em lại nói được cái đấy? Bởi vì trước giờ em không nói tiếng đấy. sao tự nhiên em lại nói giọng đấy nhỉ? Vì
giờ em luôn nói giọng đấy. Đi học đấy à hay là sao? Không học, em đâu có học đâu. Nhưng mà lạ thật, sao lại nói cái đấy nhỉ? Thì nói một số câu anh nghe xem mà. Không, nếu mà bảo nói cái gì cũng nói rồi hết, nhưng mà bảo nói câu này thì không nói rồi. Thì ngày mai anh sẽ nghe em nói cả ngày câu đấy, giọng miền Nam nhé. Thế nhưng mà ngày mai mình đi chơi cầu kính nhé. Nhá. Xa quá, em không đi được. Xa gì? Xa đâu? Không xa. Đến nhà anh trai với mẹ em còn đi. À, vừa nãy là mẹ đưa tận ra tận đây à? À thế thì một tí mình sẽ bảo anh Thái xin mẹ nhá. Mẹ em béo lắm sao mà em cấy nhỉ? Không biết thật. Chắc là do em em trong bố. Bố em bé về. Đúng, nó cũng tùy người. Có muốn cắn anh không? Không. Đốt em à? Xem à? Chắc là do em mùi nước hoa thơm quá nên là mũi nó đốt. Đúng không? Không có. Không có. Gặp em anh chẳng biết nói gì nhỉ? Thế Mộc Châu này có cái điểm gì giúp đi chơi đấy nhỉ? Có đồi chè này. Bây giờ là có cầu kính này. Đây là rừng thông này. Ở đây thì có hai rừng thông. Một rừng thông đâu nữa? Rừng thông Mộc Châu. Mộc Châu à? Có Tam Giác Mạch. Anh thấy là em đang ảnh phát lên lúc nào cũng phải 600-700 đến 1.000 người like. Không có. Vậy không có. Vậy kiếm tốn quá rồi. Nhưng mà đâu có phải mình em nhiều người lắm rồi. Nhưng mà anh thấy mình em mà, của em mà. Nhiều người, có khi đó chắc là chỉ có anh kết bạn với em thôi nên mới thấy vậy. Công nhận là rất là nhiều. Anh bạn, em thử bật điện thoại anh xem có phát trực tiếp được không? Để cho các khán giả được khán giả nào mà thần tượng em kêu em họ bảo em bảo là anh là cùng họ. Đúng không, anh chẳng bảo là anh cùng họ. Em họ bảo em chụp ảnh vay và lấy ảnh với anh trai cùng họ. Nói vậy cho đỡ người yêu với em. Đây được rồi. Trực tiếp cho chào khán giả ở trong đấy, tại vì họ sẽ xem có ai vào xem không. Cho anh xem à. Nhưng mà cô nhận thấy trong máy của anh em béo thật á. Ô hình như nó không phát được chị đâu. Và sao không được nhỉ? Sắp tối rồi có lên trên kia không? Có, đợi đi. Nào em thử lại xem nào. Thử lại xem nào. Đây bạn A sắc á. Còn được. Sao nhỉ? Tắt đi mở lại, tắt lại đi. Em thử tắt đi rồi mở lại xem nào. Không. Vì mạng kém quá. Ừ. Mạng kém càng không phát. Mạng yếu quá. Buồn thế nhỉ. Để cho một số khán giả đừng có đi nhảy cầu. Sợ họ gặp em một lần xong họ lại đi nhảy cầu mất. Đã bảo là không có ai. Ăn quà đi.
Trên kia đẹp hơn à? Trên kia nó cao. Thà. Nó cao, nó nhìn thấy suke suke thấp. Chắc là không đi nữa nhỉ? Có xa đâu. À. Thật ra thì đi đâu cũng được, miễn là có em đi cùng là được. Ra. À. Thế vừa hôm qua em vừa bảo là có nhiều người đi qua đây hay vào chỗ em chơi đây. Ừ. Đấy, thế mà lại bảo là không có ai. Một, hai, ba người gì đấy. Yeah. Em vẫn hay vào cái nick Facebook là cái gì cơ? Tiếng Việt đấy. À, nếu không tên. Nick nào cũng full hết, nick nào cũng bao nhiêu nghìn người theo dõi. Như đấy em chưa, em chưa có đăng ảnh. Đang muốn phát lên xem nhỉ. Nhưng mà nick của em cũng nhiều người mạo danh quá. Người em ta lấy. Không có hai cái à? Ba cái. Nhưng mà em... Người ta lấy ảnh của em ấy, người ta đăng lên. Đúng không? Ngày chắc là nhiều người nhắn tin lắm ấy. Không có ai nhắn tin luôn. Có quá nhiều rồi. Cả ngày ôm cái điện thoại thôi mà không có ai nhắn tin luôn. Khi nào đi sang Lào Cai chơi đi. Lào Cai xa. Xa gì? Có 300 cây mà. Hơn 300 cây mà. Từ đây đến một chỗ là xa lắm rồi. Từ xa ra xuống đây là xa lắm. Đến tận hơn 100 cây số. 100 cây số.